Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng đến với Trò Chuyện Đêm Khuya, chương trình được phát trực tiếp trên sóng FM 99.9 MHz, Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình của chúng ta phát định kỳ 21:30 tối thứ sáu hàng tuần. Quý vị cũng có thể nghe qua trang web của Đài ở địa chỉ voh.com.vn, tải ứng dụng VOH Radio Online về điện thoại di động của mình để tiện theo dõi chương trình, thưa quý vị. Với Trò Chuyện Đêm Khuya thì chúng ta liên lạc về số điện thoại là 028 39 101 101. Chương trình sẽ kết nối lại với những thính giả được lên sóng trò chuyện cùng với chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai. Ngoài ra thì ngay lúc chương trình đang diễn ra, ngay lúc này thưa quý vị, chúng ta có thể gọi về số là 028 39 104 866. Phương Huyền xin được nhắc lại lúc này đây thì số điện thoại của chương trình là 028 39 104 866, đang nhận các cuộc gọi đăng ký tham gia của quý vị. Với Trò Chuyện Đêm Khuya, chúng ta có 60 phút mỗi tuần để quý vị được gặp gỡ, được trò chuyện, được trải lòng cùng chuyên gia tư vấn tâm lý Lý Thị Mai. Rất mong Trò Chuyện Đêm Khuya sẽ là nơi để chúng ta có thể giải bày những tâm tư, tình cảm, những vấn đề trong cuộc sống của mình. Và ngay bây giờ, Phương Huyền xin được kết nối cùng thính giả ở đầu dây bên kia. Alo. Dạ, alo, em chào chị Phương Huyền ạ. Dạ, chào chị ạ. À, chị cho Phương Huyền biết mình đang gọi tới từ đâu chị ha? Dạ, em gọi từ Bình Dương chị. Bình Dương. Dạ. Quê. Tại vì em Bình Dương mới về quê. Mình đang ở quê hay đang ở Bình Dương ạ? Dạ, em đang ở quê. Quê mình là ở đâu ạ? Ở An Giang chị. À, đang ở An Giang. Dạ. Và mình thì hiện tại đang sinh sống ở Bình Dương hay sao? Dạ, em lên Bình Dương sống một trước Tết. Dạ. Hồi trước Tết tới bây giờ mà em cũng mới về quê à. Dạ. Trước thì em ở dưới quê không? Dạ. Lên Bình Dương trước Tết rồi sao lại về quê lại rồi? Dạ, tại vì chồng em anh nhậu nhẹt quá, anh mà anh không có biết lo. Dạ. Rồi anh đi quán bia đồ cái chị, rồi tốn tiền tốn bạc hết trơn, tiền bạc xe cộ rồi bị người ta giữ hết. À. Em với ảnh mới, em tức em mới cãi với ảnh, rồi em cử với ảnh, rồi ảnh hâm đánh đập em, rồi bây giờ ba mẹ con trốn về quê hết. Dạ. Mình bao nhiêu tuổi ha? Em 34 tuổi. 34 chị. Tuổi. Ông xã bao nhiêu tuổi ạ? Chồng em 41 tuổi. 41. Chồng thì người ở đâu ạ? Dạ, em với chồng em cùng quê luôn chị. Hai vợ chồng cùng quê. Mình kết hôn từ khi nào? Em kết hôn hồi năm 2007 chứ. 2007, 15 năm rồi ha. Dạ. Dạ, mình mấy đứa con ạ? Dạ, em 3 đứa con rồi. 3 đứa con, à. Mấy tuổi ha? Con trai lớn em 14 tuổi rồi chị. Con trai, 14 tuổi là con trai ha. Dạ, dạ. Gái thứ ba thì được 11 tuổi, với gái út em được 3 tuổi. À, hai bé sau là hai gái, một bé 11, một bé 3 tuổi. À, hiện tại bây giờ là cả ba bé đều đang ở An Giang với mẹ ha? Dạ, đang ở với em. À, bây giờ ở An Giang thì là nhà mình hay là nhà ngoại? Dạ, em ở phòng trọ. Về An Giang ở phòng trọ. Còn trên Bình Dương thì mình cũng ở phòng trọ hay là mình có nhà rồi? Dạ, em lên Bình Dương rồi, em cũng ở phòng trọ. Dạ. Là hai người là kết hôn ở An Giang xong rồi sau đó lên Bình Dương làm việc đúng không? Dạ. Dạ. Rồi cái việc mà ánh hay nhậu rồi xài tiền không biết lo này nọ là lâu chưa? Cũng mới đây, cũng có 2 năm nay chị. Hồi trước hồi lúc mới hai đứa mới kết hôn thì ảnh được lắm, ảnh thương em lắm. À, yeah. Cái về sống chung có thời gian cái ảnh ảnh kêu bán vàng cứ đi đặng làm ăn. Dạ. Yeah. Cái nuôi dịch đồ đó, cái lỗ đã hết trơn vậy đó, cái mới đi dây tiền người ta đặng mua, đặng đóng xe, đặng bán bánh mì chả cá hả chị? Dạ. Yeah. Mà em hồi đó em mới về làm dâu chỉ có 3 tháng là có ra riêng rồi, tại vì gia đình bên chồng khó quá à. Em bỏ không nổi. Dạ. Yeah. Cha chồng em khó dữ lắm. Dạ. Nhậu vô chữ dữ lắm luôn, chữ thứ hai bây giờ đêm chưa ngủ. Dạ. Yeah. Rồi mẹ chồng em thấy chuyện mới cho hai đứa ra riêng, rồi ra riêng cái về sống ở bên nhà em á.
mình nhà gần 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 mẹ em á, Dạ. cách nhà kế ở mình thứ ba đó. Cái ảnh nhậu nhẹt quá, ảnh đi bán buôn cái 1-2 giờ đêm mới về, không mà em nấu đồ ăn thì không có ăn. Cái Anh ảnh bán gì ạ? bán mì chả cá á chị, À, dạ. cái em nói em về đó cách nhà ở mà ảnh đi bán tới 2-3 giờ đêm mới về. Ảnh đi bán thì chừng tới 9 giờ là ảnh về được, ảnh không về ảnh ở ảnh nhậu hoài, với ảnh nhậu cho tới khuya tới gần sáng mới về không. Dạ. Em với anh mới cãi lộn, cái ảnh mới chửi mấy anh của em á là kêu bằng tên không à. Dạ. Cái anh thứ ba sáng bên nhà ảnh nói hai vợ chồng cãi lộn có chửi vợ chửi đi, chứ anh em bên vợ có ai làm gì sao mà kêu bằng tên không à. Dạ. Cái anh chồng của em ảnh mới xách cái xe đạp nhỏ của con em chạy đó, cái ảnh giục vô mình anh thứ ba em, cái ảnh xách tìm cái mát ảnh toàn ảnh giục ảnh chém. Anh không nói gì trơn, anh em anh chỉ là anh nói gì cho anh xách mát cho anh được anh Là chém anh thôi. lúc đó là cũng mới cưới một thời gian mà đúng không? Dạ chỉ mới cưới, mới có con trai em, mới có con trai em mới có Dạ. mấy tuổi, mới có 2 tuổi. Dạ. Rồi bây giờ vậy thì với lúc nãy là khi mà về Bình Dương xong rồi đi làm rồi hai vợ chồng cự cãi thì mình đưa con về lại An Giang thì tụi nhỏ học hành sao? Dạ nghỉ hồi dịch bệnh tới giờ chị. À, dạ. Vậy bây giờ mình muốn hỏi cô điều gì? Bây giờ em với chồng em sống hồi đó tới giờ không có hạnh phúc, em muốn chia tay với anh. Em muốn hỏi cô Mai là em chia tay với anh như vậy là con em như vậy đó là như thế nào, có đúng hay không? Dạ. Rồi bây giờ Là mình cô sẽ Mai chia gặp cô sẻ ha. về. Dạ, Dạ. mình sẽ gặp cô ạ. Dạ, xin mời cô ạ. Vâng, cảm ơn Dạ. cô Nguyệt. Cô chào con. Dạ con chào cô Mai. Con nói là hai vợ chồng cùng quê An Giang, nhà ở huyện nào con? Ở huyện Châu Phú cô Mai. Huyện Châu Phú. Con có nói rằng là con thấy cuộc sống hôn nhân nó mệt mỏi, nặng nề đúng không con? Dạ con Dạ. sống với chồng con mười mấy năm rồi nhưng mà không có hạnh phúc cô Mai ơi. Dạ. Cho cô hỏi thăm là con có làm công việc gì không con? Dạ hồi trước thì lúc mà hai vợ chồng mới cưới chương ra cha mẹ con cho ra riêng rồi thì con ở nhà con làm đồ cho chồng con đi bán chả cá đó cô Mai, Dạ. mì chả cá mà ảnh đi tới Dạ. khuya mới về không, mà cô ảnh đi gần sáng vậy mới về, ảnh nhậu nhẹt hoài vậy đó. Có tức là Rồi cái con mấy thành làm ra thành phẩm rồi anh đi bán. dạ con ở Từ nhà với chả con rồi cá con cho làm. tới bánh mì, lo liệu hết mọi thứ rồi chồng đi bán. Dạ. Thời gian đó kinh tế có khá không? Dạ không có khá cô, khổ lắm. Làm bán ngày nào thì xoay sở ngày đó. Nhưng mà cũng đủ ăn chứ ạ. Dạ cũng đủ ăn chứ. Là Dạ. lúc đó con chỉ mới có một đứa con trai Dạ. Cô đang hỏi con là cháu đầu là 14 tuổi, đúng không con? dạ. Là con trai. Rồi cháu thứ hai 11 tuổi. Mà con nói với cô là từ ngày con lấy chồng con tới giờ là con không có hạnh phúc. Khi mình không có hạnh phúc thì tại sao tiếp tục sinh cháu thứ hai rồi sinh cháu thứ ba cách nhau đến 8 năm? Tại vì con lúc đó con cũng còn nhỏ, con không có biết thôi. Con nghe lời chồng con lắm, ảnh nói thì con nghe, con không có dám cãi. Cái quyết định của con hồi đó nó chưa có chững chạc như bây giờ cô. Có thể nói là khi con cưới con chưa chững chạc. Dạ. Nhưng mà khi con lập gia đình với chồng con nói là 1-2 năm đầu thì đã thấy chồng có những cái biểu hiện mình không yên tâm rồi. Vậy tại sao mà cứ tiếp tục mình sinh con? Cha với mẹ con cũng định là thôi ảnh, nhưng mà cha với mẹ con nói thôi ra rồi con này con có chồng khác rồi, con người ta phân chia dữ lắm, thôi gán ở với chồng đi, khổ sở gì cũng gán ở. Thấy vậy Đó. cha với mẹ cũng la rồi con cũng ở ở với ảnh, Dạ. rồi cái ảnh kêu thôi sanh thêm một đứa nữa đi, đặng mà có anh em chứ để một đứa buồn lắm. Dạ. Như vậy là cháu thứ hai là hoàn toàn là hợp lý. Dạ. Nhưng rồi 8 năm sau mà con nói là con không có hạnh phúc trong suốt cái thời gian đó, thì sao con lại quyết định sinh con?
Anh kêu con sanh đi, lúc mà con mới sanh đứa bé thứ hai đó, anh kêu con có 2 năm sau anh kêu con sanh nữa rồi con không có sanh. Con hẹn hoài, con thấy anh nhậu nhẹt, anh chửi con dữ lắm. Rồi cho nên con không chịu sanh, rồi cái tới con cắt nhà đó là cũng lâu rồi, cũng như gần 10 năm sau rồi. Anh nói hoài, với anh nói nếu như mà không sanh thì anh đi kiếm vợ khác, anh đi kiếm vợ bé sanh. Rồi anh nói với hoài vậy đó, rồi con mới thấy vậy con mới để dặn cho vô nhà vô cửa chứ để anh đòi sanh con nữa mà không để, sợ anh sanh tật anh khó chịu, quên nhậu nhẹt thì anh kiếm chuyện hoài, nghĩ với thêm anh đòi đi kiếm vợ bé nên con cũng thấy gì con cũng sợ con mới để. Dạ, yeah. Như vậy thì cô hỏi con á, nếu bây giờ con nghĩ rằng là con muốn ly hôn, thì Dạ con sẽ làm gì để nuôi các cháu? dạ con đi làm công ty cô. Con đang ở An Giang, con đã đi làm chưa? Dạ con lên Bình Dương làm trước Tết tới giờ mà anh quậy quá, anh nhậu nhẹt, anh già trưởng dữ lắm rồi con nhớ thì mình cha mẹ anh binh ảnh dữ lắm luôn, cái chuyện đúng phải gì cũng binh không à, cho nên con với anh cãi lộn rồi, giờ con đi về quê dẫn Dạ, ba mẹ con đi cho về cô quê. hỏi thăm là khi con làm đó là lương con bao nhiêu một tháng? Con làm ở trển lương có 6 triệu mấy à cô. Mà bố mẹ con. Dạ thì con bằng tháng nào thì con đóng ngân hàng với con lo cho con xài tới tháng nữa, thì tháng nào thì hết tháng đó mà không có đủ nữa cô. Không đủ. Chồng con có phụ với con không? Chồng con thì bán đồ hàng rong ở ngoài á, nhưng mà ảnh chỉ là mua đồ ăn cho 2 đứa con nó ở nhà đó, Tức là không cái lâu phần kinh tế rồi chính do con cho vẫn là con người đánh lo, ăn. đúng không? Dạ Rồi cho câu hỏi thăm. Con dùng cái từ trốn về quê có nghĩa là sao con? tại ảnh đi quán bia mấy cô, nhưng mình có mấy triệu bạc à, mà con giờ chỗ đi qua bên gần công ty con làm á, cái con nói thôi có tiền không thì đưa đây tiếp rồi đóng tiếp tiền trọ đi, không có đủ tiền đóng. Cái nói là anh không có tiền đóng, nó kêu con đóng mà hồi trước Tết tới hồi trước Tết tới giờ là lên bằng là con đóng tiền trọ không, mà ảnh chỉ đóng được có 2 tháng rồi anh không chịu đóng cho mình, không có tiền mà anh không đóng. Rồi cái anh mới để tiền đó, anh chơi đi quán bia ôm á, chơi mấy triệu bạc luôn, và Vì trong khi vậy đó cho là nên con mới về. đóng tiền ngân hàng là tháng nào cũng đóng hết trơn, còn mình tháng nào cũng đóng hết, mà ảnh thì ảnh để tiền cho mình ảnh đi chơi vậy đó. Và tại sao con lại dùng cái từ trốn? Tại vì ảnh con tức quá con nói ảnh không, con nói cái vụ mà ảnh đi chơi vậy đó, tiền bạc không để lo trả nợ để cho con ăn mà đi chơi vậy, con tức con làm con la dữ lắm. Cái con điện gì con nói với bà chồng con đó, con nói chồng con vậy đó, đi chơi xe cộ điện thoại đồ mất hết tiền bạc rồi hết trơn vậy đó, nói cho bà chồng con nghe. Cái bà chị chồng bà điện lên bà nói điện lên tố cáo còn cho bà vợ chồng bà bệnh, mà con thì không phải là con tố cáo gì hết á cô Mai, tại vì chồng con ảnh nhậu ảnh quậy ảnh đánh con hoài à, mà mấy chuyện ảnh đánh con á thì con không có điện gì mấy thì nói với bà chồng con lần nào hết trơn. Hồi trước Tết á cô tính thì lên ảnh có 2 tháng mà ảnh quánh con 3 4 lần nữa, nhậu nhẹt Như như vậy thì lồng bây giờ thì con thấy rõ là con sống chung với chồng, con vẫn phải lo cho ba cháu. bánh. Mà con sống riêng mấy tháng nay, con về được Con mấy chỉ tháng mới An về Giang? cô, con mới về chưa được nửa tháng nữa cô. Về chưa được nửa tháng, thì con đem cả ba cháu về hay sao? Dạ ba cháu nó, ba đứa con nó đòi đi theo hết, nó không có chịu ở với cha. Thì cha nó Như vậy. nói nhiều câu nó nghe nó sợ lắm, nó không dám ở. Khi mà con yêu chồng con có tìm hiểu gia đình chồng không? Dạ hôm cô tại vì hồi đó con mới, hồi đó con cũng mới lớn mà con không biết, người ta cũng chỉ mai nói cho cô em biết chỉ có 2 3 tháng là cưới rồi. Mai mối và con về thì con thấy cha chồng con là cái người rất là khó, đúng không ạ? Cô không có lặp lại những cái điều mà con nói. Vậy thì con thấy là chồng con có giống cha chồng con không? Dạ giống cô.
anh ta rất là hung dữ mà rất là nói chuyện rất là bậy bạ. Dạ. Con hồi lúc con về sống với bên chồng con không có ai ghét con, con cũng xích mích với người nào hết trơn á. Dạ. Mà ảnh về ảnh sống bên con rồi ảnh chửi cha mẹ anh em con rồi cái chú con nó mới quánh ảnh. Quánh ảnh cái đêm đó con biết là công an người ta điện công an xuống đó là bắt ảnh đi lên trên chở ảnh nhốt hết một đêm đó. Tại vì ảnh chữ ảnh không có kể ai hết trơn á. Dạ. Như vậy còn thì trong gia đình thì đánh vợ. Dạ cái ảnh mới cái sáng lợi con mới chở ảnh đi ra bệnh viện ngoài á. Cái mẹ con với mấy anh với cha con rồi nói nó chữ nó không kể ai hết trơn á. Mà sống lại với nó là đằng này anh em cha mẹ từ hết đừng về nhà sống nữa. Tại vì đó ảnh là năm bao nhiêu đó ạ? Dạ. Đó là năm nào? Dạ cái năm mà ảnh bán chả cá đó cô. Lúc đó con hai đứa con chỉ mới có gì kết hôn mới có mấy năm mà. Dạ. Như vậy thêm một lần nữa là cái tình trạng gia đình của con nó đã kéo dài lâu rồi phải không ạ? Dạ lâu rồi cô. Dạ. Và cái mà điều cô đáng tiếc nhất á, con cái thì không có ai từ. Nhưng mà con cứ nghe lời chồng con, rồi con tiếp tục sanh. Và bây giờ đó, cái thực tế nhất á, là ba cháu về rồi có đi học hành gì được không? Dạ nghỉ rồi, dịch bệnh tới giờ cô. Dạ, vậy giờ cô hỏi thăm con là con quyết định ở An Giang hay về lại một về nơi Bình Dương để có việc làm? Dạ bây giờ con ở dưới An Giang rồi con quyết định ở dưới này làm con không có lên trển. Dạ. Làm để như vậy lo cho con. Mới về con. Được gần 2 tuần thì con đã tìm dò dẫm có chuyện nơi này nơi khác chưa? Tìm công dạ, việc con chưa? Đi làm mà cô con về con kiếm sở con làm liền luôn rồi cô. Tốt quá. Làm, con làm bao nhiêu liền không? Luôn cô. Ừ, một tháng thì con thu nhập được bao nhiêu? Một tháng thu nhập 6 triệu rồi cô. Đó. Trước đây ở Bình Dương cũng 6 triệu. Về đây dạ. Thì vật giá nó có rẻ hơn không con? Dạ, dưới này cái gì cũng rẻ hơn, phòng trọ đồ cái gì cũng rẻ hơn, nó chơi cho anh con. Như vậy mới có 2 tuần thôi. 2 tuần thôi thì con nghĩ rằng là con có thể sống ở trên này ổn không? Dạ, con cũng ráng chứ chắc cũng thiếu thốn, cũng không có đủ thôi. Tại vì dưới này bà con lo ba đứa con rồi thêm còn đóng tiền ngân hàng nữa không có đủ nhưng mà mẹ con nhín nhúc sống. Thực ra thì con cảm thấy là con nuôi con được đúng không nhưng dạ. Bây giờ vấn đề đây cô đang lo là các cháu sẽ học hành như thế nào. Dạ con dưới đó cha lớn học của được con không? Nghĩ rồi cô. Dạ dưới con này có đi học được. Dưới này dạ. Có đi học được cô. Đó, bây giờ cô đang hỏi là cháu lớn sẽ học hành thế nào? Dạ, bé học tới lớp 7, bước đầu lớp 8 rồi bé nghỉ rồi cô. Còn gái thứ ba con thì học lớp 4 rồi nghỉ rồi, lên lớp 5 nhưng mà không có học rồi nghỉ. Tại vì không có lo nổi cô ơi. Dạ, dạ như vậy là con buộc lòng phải cho cháu nghỉ đúng không ạ? Dạ. Dạ. Rồi, cháu nó có trách gì con không? Dạ không con, bé cũng biết gia đình khổ với cha nó hay nhậu nhẹt đó rồi. Lên lớp nào đóng tiền ngân hàng nữa cho nên nó là bé nó không có nói gì hết đó con. Dạ. Hai cháu nhỏ thì cháu gái thứ hai có còn tiếp tục học không con? Dạ mới nghĩ thì cô mới nghĩ là giữ em cho con đi làm. Dạ. Như vậy là ba cháu đều không học hành gì hết. Dạ. Dạ. Như vậy thì cô xin hỏi rằng con có băn khoăn về vấn đề học hành của các cháu không? Con mới định cho con gái thứ ba con học lại. Nhưng mà con suy nghĩ cho con học mà không ai giữ em nữa để con đi làm hết. Dạ. Sống chung với cha đó thì cha nó không me quánh đập á là làm con sợ lắm con với mấy đứa con đứa nào cũng sợ chứ. Nhưng mà con có thấy là cháu á
bản thân cháu gái thứ hai á với lại cháu đầu á có tâm sự gì với con không? Cháu nó muốn về dưới đó ở hay là sao con? Dạ nó cũng nó nói mẹ đi đâu con đi đó, mình con có nói với mấy đứa con là con về về quê chuyến này con làm đơn ly hôn với chồng con, rồi mấy đứa con nó cũng chịu, nó nói mẹ về quê làm đơn đi, mẹ viết đơn thôi cha đi. Hai cháu đồng thuận. Dạ đứa nào cũng kêu con viết đơn hết, nó kêu con làm sớm sớm. Con mới nói bây giờ mà không có tiền mà con đòi viết đơn liền, bây giờ tiền đâu mà lo kiếm tiền trước đi, rồi nào vào tháng đi rồi mà tiền nó có đi rồi kiếm nó khỏe rồi mẹ viết đơn cũng được. Bây giờ đang khổ mà kêu mẹ viết đơn, bây giờ đâu có tiền đâu mà đóng cho tòa án đâu mà kêu mẹ viết đơn liền. Dạ. Thực ra thì cái án phí nó không bao nhiêu tiền hết con ạ. Nhưng mà ý cô muốn nói với con điều này, tức là cái gay gắt nhất là hiện giờ nếu con ở thì tiếp tục là vẫn lo lắng nợ nần, rồi không có sự cộng hưởng trách nhiệm, con cứ vẫn phải lo toan đúng không ạ? Còn lúc mà Bình Dương ảnh cãi cái vụ mà ảnh đi quán cơm vậy đó, cái là ảnh điện về mẹ ảnh bàn ảnh học bằng phải không bà cô? Dạ. Ở đây bây giờ cô không nói tới cái vấn đề phân xử ai trái ai phải, nghe thì biết rồi. Nhưng vấn đề quan trọng ở đây đó là cái khi mà con lấy chồng đó, bắt đầu con đã nhận thức được là cái gia đình của mình nó không có hạnh phúc. Mà điều đáng tiếc như cô vừa nói đó là mình cứ tiếp tục sanh cháu. Mình thấy một người chồng đối xử với mình như thế, mà chồng nói sanh nữa thì cứ sanh nữa rồi sanh nữa. Cuối cùng là con thấy thằng bây giờ đó là ba cháu đều thất học. Đây là cái nỗi lo nhất mà cô đang nói con là cái việc ly hôn thì dễ thôi. Không có vấn đề gì hết. Con cứ nộp đơn là tòa án sẽ xử cho mình. Anh ba hung dữ lắm cô ơi. Anh ba mà gặp con là con sợ lắm. Sợ anh ba sẽ đánh con. Ở đây cô đang nói con rằng là cô không bàn thêm về cái chuyện ly hôn hay không, cái đó là quyền quyết định của con. Nhưng cô có nói một điều á, nếu như mà con không có nghĩ tới cái việc mà đáng nghĩ nhất và gay gắt nhất, cô không có phải máu mủ ruột rà gì. Người lớn mình có thể chịu cực được, nhưng cô nghĩ tới các cháu, nó phải nghỉ học sớm. Đấy là cái điều mà mình cảm thấy đáng tiếc nhất. Mình lấy nhau, mình sinh ra con rồi mình có trách nhiệm với con. Và bây giờ đó là cháu nhỏ thì chưa nói, hai cháu 14, 11 tuổi đều phải nghỉ học hết. Con rất muốn cho con gái con nó học lợi lắm cô ơi, nhưng mà không có ai giữ con nhỏ út hết trơn, không ai giữ con bé hết trơn, rồi nó đi học rồi không biết sao con đi làm được. Dạ, đó chính là cái mà cô đang nói con này. Nếu như mà con tỉnh táo một chút thì chắc có lẽ bây giờ thì cuộc sống nó sẽ khác hơn rồi. Tại vì con nói là cưới nhau 15 năm. Nhưng mà từ ngày mới cưới về đã có những cái bất hòa xích mích giữa gia đình vợ. Rồi bố chồng thì như thế, và chồng có thể là bản sao của bố chồng. Rồi cái quan trọng là mẹ chồng cho ra ở riêng. Rồi cũng không có cải thiện gì. Càng ngày kinh tế càng xuống dốc. Cô dạ. Biết không? Cô cho con nói một chút không cô? Dạ. Lúc mà cái vụ mà xảy ra cái vụ mà ảnh sách mát ảnh ngược anh con á, cái là con đưa ảnh đi ra bệnh viện á cô, cái ở ngoài người ta ảnh nói là ở trong này anh con ai cũng chịu đánh anh ta hết trơn á, nhưng mà sợ anh con không có đánh, anh con chỉ nắm tay ảnh chối lời thôi, có chú con là quánh ảnh mấy cái trên lưng đó, mà ảnh nhiều ngoài ảnh học ảnh nói là đánh ảnh chết lên chết xuống, rồi mẹ chồng con ở ngoài á mới viết đơn thưa cha mẹ con ở trong này. Chứ không có nghe là không có mà, suy nghĩ lại. Chuyện mà thuộc về quá khứ thì cô không nói nữa, bởi vì nó đã rõ ràng, và chính con là cái người cảm nhận được đầy đủ mọi chuyện như vậy. Chỉ có mấy triệu bạc là cái có thể lo lắng cho gia đình, chia sẻ gánh nặng. Nhưng chồng con cũng từ khước, và cuối cùng tiêu pha vào cái chuyện mà nó không chính đáng. Tất cả những cái điều đó ai cũng biết hết, và ai cũng cảm thấy sợ.
cái điều đó là không đúng, nhưng mà rõ ràng ở đây đó. Dạ. Mỗi lúc cô biết không, mỗi lúc mà con ở trển hồi tháng tư cô con lãnh lương ra 7 triệu, con mặn có nửa tháng mà con là con lãnh được 7 triệu, mà con trả ngân hàng, con đóng tiền ngân hàng với con đóng tiền trọ với con trả nợ cho bà chị dâu, lúc mà con lên trển người ta cho con mượn ăn đó, là con lãnh ra 7 triệu rồi con trả hết trơn luôn, con không còn đồng nào dính túi chứ. Tất cả những cái mà con kể đó là những cái hậu quả của cái cuộc sống hôn nhân của con, nó đã đầy đủ rồi. Cái câu mà con hỏi là tiếp tục hôn nhân hay là không tiếp tục thì cái đó con tự trả lời. Vấn đề quan trọng là tại sao mà hai cháu 14, 11 tuổi đều muốn mẹ ly hôn. Và cái quan trọng nhất là hai cháu bây giờ không được đi học. Thế bây giờ cô dặn con một điều thế này, con thử xem xét xem. Cái việc con tiếp tục hôn nhân hay không thì cô nghĩ là con đã có câu trả lời rồi. Và các cháu nó không có oán giận vì con và đồng ý đi theo con, có nghĩa là các cháu nó hiểu chuyện. Nhưng mà bây giờ đó, con đi làm có làm ban đêm không? Dạ không cô, con mà 8 đến 10 tiếng rồi cô. Dạ, bây giờ đó nếu có thể được thì con thử kiếm cái lớp bổ túc ở dưới đó mà ban đêm á, cho cháu nó đi học phổ cập để tội các cháu. Nha, ít nhất cháu nó cũng cho nó xong cái phổ thông đi. Không học hệ ban ngày được thì cho cháu học tối. Cháu gái nó có ham học không? Dạ bé nó cũng ham học lắm cô. Cô nghĩ rằng cháu nào cũng ham học hết. Nó đòi về ngoại á. Nó đòi về, dạ. Nó đòi về bên ngoại học mà cha nó không có cho. Cha nó nói là cái gì cũng thương bên ngoại, cái gì cũng đàn là bên ngoại không à. Thôi bây giờ cô không nói tới cái chuyện đó. Nếu như mà các cháu, cô nói ví dụ ông bà ngoại ha, có thể đảm đương được thì con đi làm, con gửi tiền ông bà ngoại có thể chăm cho coi như là cho đỡ đần cho con đó, để các cháu nó có thể nó đi học lại. Thì con nghĩ sao? Mà không được cô ơi, tại vì ba mẹ con trốn về quê rồi, bây giờ gửi đây giờ đem về cho ngoại gửi thì cha nó về sẽ bắt mấy đứa đi, nhưng mà mấy đứa thì nó không chịu theo cha đâu. Cho nên cô mới nói với con nó không ai giúp con được. Nếu cái gì con cũng sợ, con đang làm đúng mà tại sao con sợ? Còn nếu không, mà phương án mà dễ thực hiện nhất là ban ngày con đi làm, các cháu ở nhà coi nhau, rồi đến tối thì các cháu nó đi học. Thì cái này con sắp xếp ha, đừng để cho cháu nó dở dang học hành. Và nếu mà con ở một địa phương người ta biết hoàn cảnh của mình, có khi người ta cũng giúp đỡ. Vấn đề quan trọng hồi nãy cô hỏi con tại sao phải đi trốn, ý là con hiểu rằng ở trong cái luật mà phòng chống bạo lực gia đình á, là có cái chuyện bảo vệ con và các cháu. Nhờ vấn đề đây là con có tự bảo vệ mình trước hay không đã. Mỗi cái việc mà con kể là nếu mà con gửi bên ngoại thì thế này thế khác, cái gì con sợ, ai bảo vệ mình được. Chính cái chuyện nhu nhược của mình, khiếp sợ của mình thì làm cho chồng con nghĩ là chồng con đúng. Nên bây giờ đó, thôi thì con về, con đã có công ăn việc làm rồi. Tạm là giải quyết như vậy. Buổi tối thì cho cháu nó học. Ở đó thế nào cũng có những cái lớp. Rồi mà con mới về thì con tìm hiểu. Ha? Rồi nhờ hội phụ nữ người ta giúp đỡ để cho các cháu nó có thể nó có một chút. Đấy. Ít nhất là cũng phải được học phổ thông để cho cháu nó đọc viết, cho nó thông thạo, để nó có thể sau này đi làm học một cái nghề ta cũng cần phải giúp đọc thông biết thạo chứ. Học phổ thông là học hết lớp mấy gì cô? Hồi xưa con học được lớp mấy cơ? Hồi xưa con đâu có đi học đâu cô, con đâu có, con không có đi học trường ngày nào hết đó cô. Giờ con thấy bây giờ con không đi học ở trường, con có thấy con khổ không? Con chỉ đọc chữ được, nhưng mà con viết thì con viết chữ xấu lắm, tại vì mẹ con dạy cô nhà. Cô không hỏi con xấu đẹp, mà con có thấy là con khổ không? Dạ khổ không? Dạ bây giờ con làm sao đó để tìm ra cái giải pháp phù hợp để các cháu được đi học. Không học được ban ngày thì học buổi tối, nhất là cháu nó ham học. Phổ thông á, thì cấp 1 á, tiểu học á, thì từ lớp 1 tới lớp 5. Cấp 2 là từ lớp 6 tới lớp 9. Cấp 3 á, từ lớp 10 tới lớp 12. Thôi bây giờ cô không dám nghĩ tới đường dài, chỉ có mình con thôi. Thì con ráng đi, ha. Thì sắp xếp bàn bạc với nhau
và hãy nói rằng là các con nhìn thấy gương mẹ đó không có học hành, thiệt thòi lắm. Đó. Cho nên bây giờ đó là con hãy nói chuyện với các cháu nó có hiểu biết rồi. Đó. Và phân tìm là một cái giải pháp làm sao để phân công cho hợp lý. Ban ngày thì cháu nó giúp con việc nhà, tối thì con coi cho các cháu đi học, có anh có em, ráng đi. Thì cháu lớn học tới lớp mấy thì cháu nghỉ? Giờ cháu lớn học tới lớp 7 rồi cô. Tiếc ha. Mà cháu lớn có muốn đi học không? Giờ bé nói giờ bé đi phụ đi làm hộ tiếp cho con, lo mấy đứa em với đóng tiền ngân hàng. Chứ đi học nữa ai đâu mà phụ. Nên như vậy con cũng đồng ý với cháu trai là nghỉ học đúng không? Rồi còn cháu gái. Thôi bây giờ đành phải tìm cái giải pháp cháu đang học được thì cho cháu học. Nhưng mà cô thấy rằng là cái việc mà con để cho cháu trai giúp giúp mẹ đó thì thấy là hợp lý đó. Nhưng mà lâu dài, con có nói với cô một câu mà tuổi thơ nó lặp lại nữa nè. Con nói là gia đình con khó khăn không được đi học. Rồi bây giờ sau này con trai con nó cũng sẽ lặp lại cái câu như vậy. Rất là tiếc. Các con ha. Cho nên con suy nghĩ đi. Cô chỉ gợi ý cho con như vậy thôi. Còn cái vấn đề mà hiện giờ bố mẹ con về ở đã yên ổn rồi đó. Cái chuyện ly hôn không phải là chuyện khó. Vấn đề quan trọng là con xác định được, con đủ bản lĩnh để con nuôi con. Và con đưa ra cái quyết định như thế nào thì con không cô đơn đâu. Cả hai cháu cũng đều biết hết á. Vấn đề quan trọng là con có đủ dũng khí để quyết định cho cuộc đời mình và gánh vác cái trách nhiệm với ba cháu. Rồi cháu thứ nhất, nếu như mà cháu nó chịu khó học thì nó vẫn giúp mẹ được và vẫn có thể đi học được. Thì vấn đề quan trọng ở đây đó là con bày toán gia đình. Bây giờ con không bàn được với chồng thì con hãy bàn với các cháu để xem ơi, có thể là dung hòa được cái việc ăn uống cũng kham khổ, nhưng mà rõ ràng là các cháu nó vẫn có tâm, có trí. Tâm ở đây là giúp mẹ, thương mẹ. Nhưng mà cái trí là cháu nó muốn làm sao đó để nó tiếp tục cái việc học. Thì đấy là cái điều mà cô gợi ý cho con suy nghĩ. Từ cuộc đời mình ít chữ mình khổ, hãy đừng để cho con mình lại bước vào con đường như thế. Và thông qua câu chuyện của con hôm nay, cô nghĩ rằng rất nhiều bạn gái, bạn trai khi lập gia đình đó, sẽ nghĩ cho cẩn thận. Bởi vì mình lấy nhau, rồi mình sinh con ra, rồi mình làm cha mẹ. Nhưng cha mẹ không đơn giản như vậy, mà là cha mẹ đúng nghĩa phải là tạo dựng cho con một cái nền tảng đạo đức, nhân cách và có một cái công việc ổn định để cháu sống lương thiện. Thì đó mới là trách nhiệm làm cha làm mẹ. Cho nên cô hy vọng rằng là chính giả nghe cũng chia sẻ với con. Nhưng cái quan trọng nhất là con hãy tự tính toán và nó thật sự đúng với hoàn cảnh của mình hiện nay. Anh nhé. Chào con. Đúng không, cô? Dạ. Dạ. Cảm ơn cô ạ. Cảm ơn chị đã đến với chương trình tối hôm nay. Có lẽ là câu chuyện này nếu mà với chị thính giả này, cô chia sẻ một lần tối hôm nay, mình nghĩ rằng là có thể để dành thời gian để suy nghĩ thêm và cũng nghe lại để hiểu thêm, vì khó có thể trong một cái khoảng thời gian 30 phút của chương trình mà những gì cô trao đổi chị có thể hiểu hết những cái ý mà cô muốn nói với mình, những cái điều mà cô muốn nhắn gửi đến mình. Vì vậy mà có thể nghe lại chương trình và làm được từng bước từng chút một. Rồi sau đó nếu cần thì có thể liên lạc lại với Trò Chuyện Đêm Khuya để chương trình kết nối lại mình trò chuyện thêm với cô, vì cái chặng đường sắp tới chắc chắn nó cũng sẽ còn những cái khó khăn nữa. Và quan trọng nhất vẫn là ba đứa nhỏ. Mình liên lạc lại với Trò Chuyện Đêm Khuya ở số điện thoại là 028 391 101 101.